Cây đàn tiếp theo TM45CK giá 5,7 triệu, đằng sau là gỗ qua Phú Quốc và đằng trước là gỗ thông. Có một cái đặc biệt đó là được sơn cái màu vintage. Có hai dòng guitar đang được sơn màu vintage, một là TD37 và hai là TMC54K, chính là cây này. Và bây giờ là âm thanh của cây đàn này. Âm thanh của cây đàn này sẽ cho ra màu đầm hơn so với cả cây TD37. Mọi thông tin khác đều nằm ở trên haketomusiccenter.com. Có thể gọi vào số hotline hoặc là Zalo 0936 529 295 hoặc là đến thẳng trực tiếp shop ở 768 Điện Biên Phủ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.